Xin chào tất cả các bạn nha. Anh em chúng tôi đang có mặt tại Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Đây là theo chân chúng tôi thì hôm nay chúng tôi có rất nhiều anh em, đặc biệt là bonsai chính hiệu cũng như ông Vũ Sóng Hồng nha. Nhà sau đây chúng bonsai sẽ giới thiệu vườn cây cảnh nhà anh Thành, Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa nha. Có rất nhiều tác phẩm để anh em có thể tham khảo, chiêm ngưỡng nha. Đây nha. Bước vào khuôn viên nhà anh Thành là đập vào mắt chúng bonsai là cây mẫu đơn rất là đẹp, thân 1, thân 2 à. Ôi ôi, nhìn trong màn hình là tưởng thân 1 nhá. À. Đi một vòng để cho anh em chiêm ngưỡng nhá. Úi giời. Đây mẫu đơn rất là nhiều. Xin giới thiệu với các bạn là một số tác phẩm mẫu đơn trước nhé, để anh em cùng tham khảo nhé. Đây là cái mẫu đơn ta, dòng mẫu đơn thân nứt vẩy ra cá sấu này. Hay quá. Anh Thành. Đây là những phôi sung mà anh mới đưa về, đang tạo tác nhé. Mẫu đơn đẹp quá. Anh em chiêm ngưỡng tác phẩm mẫu đơn ta nhé. Thân rất là to. Một tác phẩm hay quá, một vũ nữ vậy, đặt trên một cái bể đá cổ. Anh Thành có vẻ thích mẫu đơn nhỉ, cũng thấy có nhiều tác phẩm mẫu đơn mà hay đấy. Một trong những người yêu mẫu đơn là của Nga Sơn nhá. Trên ống kính của Trung Bonsai anh em cũng biết rồi. Hôm nay cũng được anh em cất đi mở mang thêm một tí kiến thức bên ngoài nữa nhá. Quân ơi, bảo này. Bây giờ chú bảo chú đào hết cái bầu cái thịt đã không, bắt đầu là hết cái bầu cái thịt rồi không? Từ đá đẹp ạ. Ừ, phải đôi này không? Không biết phải đôi này nào. Đấy, phải đất đây. Anh Cảnh có thể hỏi một số tác phẩm xem là giá cả nó thế nào, nó có có thể mình tham khảo một số giá cho nó. Anh Thành đi vắng rồi nên là không có hỏi về. Đó, mẫu đơn thì rất là to. Mỗi người một gu, anh Cảnh thì anh thích mẫu đơn, chúng tôi thì lại cũng đam mê xanh. Đặc biệt là có một cây mẫu đơn à đâu, đây vẫn là mẫu đơn đỏ rồi, nhìn là cứ tưởng búp trắng, đây này giống giống quá nhưng không phải nha, do là lá thôi. À, đây là mẫu đơn gần như mẫu đơn nhung rồi anh em ơi. Ừ. Nhưng mà có khả năng là vẫn mà mẫu đơn ta đấy. Đá này, lá đá này. Không, nó tùy các bạn, vậy này nó hơi trơn, mình cứ tưởng vậy nhưng mà nó lại không phải nha. Đây, ruồi anh em ạ. Quả suối này cũng hay đấy. Lộc vừng. Ừ.
Đuối hay quá. Đây là cây đuối. Quá già rồi đấy. Nó có những cái điểm rất hay nhỉ. Quá quái. Rồi. À, cây dưới này thì trước đây cũng có một số anh em phóng sự tác nghiệp rồi, nhưng mà Trung Bonsai cũng vẫn quay lại để gửi tới tất cả anh em nhé. Anh em nào mà thực sự đam mê cũng như muốn bring tác phẩm này về thì cứ liên lạc trực tiếp với anh Thành nhé. Thì để số điện thoại thì Trung Bonsai sẽ hỏi anh Thủy sau. Thì không liên lạc với anh Thành thì cứ liên lạc với anh Thủy cũng cùng hội cây cảnh và các anh thôi. Đó. Còn tiếp theo là một tác phẩm sung. Nếp đây, dòng sung này rất là hay. Rồi. Quả sai chịu luôn. Anh em nhá, sung là rất là sai quả nhá. Nếu mà anh em nào mà thực sự đam mê cây sung này thì cứ liên lạc trực tiếp với anh Thành nhá, cứ liên hệ này để liên lạc trực tiếp thì có thằng giá cả nó cụ thể hơn. Vì hôm nay chủ nhà đi vắng rồi, chúng tôi đến thì anh đang bận đi công việc. Rất là già nhá, nó vén như này rồi. Thì anh em cứ trực tiếp liên lạc nhá. Đây, quả này. Giống như kiểu mà đây, quả này đấy, chùm tác phẩm đa đồng nha anh em nhá. Cái này đang được Thành ấy tạo tác này. Trước có một viên cắt như này to lắm nhưng mà đã điên rồi. Biết là cây này là chăm sóc cỡ nào. Bệ bại không phải chê. Cặp. Trên đây, bệ đây. Đấy, bệ bại như này. Anh em khỏi phải chê nhá. Một nhát cắt to như thế này này mà đã liền rồi, đã liền này. Đây này, nhát này là co cái ống tiếp. À. Không thể chê được cái tác phẩm. Đây, to như thế mà đã liền này. Rồi nhá. Đây, xuống đi bệ tí này. Anh em chiêm ngưỡng bên dưới nhá. Đó. Đâu rồi? Xã Cẩm Phong còn rất nhiều tác phẩm đẹp cũng như rất nhiều nhà vườn nha anh em nhé. Anh em nào ở xa cứ liên lạc trực tiếp với chúng tôi cũng như số điện thoại của anh Thủy này. Anh dẫn chúng tôi đi thì nó sẽ rõ hơn, thì chúng tôi sẽ cho cụ thể số điện thoại ở sau. Bây giờ cũng chưa nắm được số điện thoại của anh chủ vườn nữa, vì đến là anh cũng đã đi rồi. Tiếp theo thì Trung Bonsai cũng giới thiệu với các bạn một tác phẩm ruồi chủ vườn này. Tác phẩm dưới này cao khoảng độ hơn 1 mét đấy nha anh em nhá. Do khuôn viên nó hơi chật nên là tôi chỉ ghi hình từ xa thôi. Rồi. Gửi tới tất cả anh em yêu mến nhé. Không lấy tổng thể cây được vì khuôn viên các anh yêu cây nên mà lại quá chật luôn. Thì anh em nào yêu mến thì cứ liên lạc trực tiếp nhá. Thì tôi sẽ đi vào trong hỏi địa chỉ cũng như số điện thoại. Đây. Cụm mẫu đơn này thì cũng rất là hay. Anh em tham khảo nhá. Hẹn anh em một ngày gần nhất là chúng tôi sẽ lên quay lại chi tiết hơn để gửi tới tất cả anh em nhá.
Chúng tôi sẽ đi một vườn tiếp theo, cũng có rất nhiều cây cảnh quý mến để gửi tới anh em yêu cây nhé. Để đi vào bên trong nào. Anh Thủy ơi, anh có thể cho số điện thoại của anh Thành không nhỉ? Thì thực ra là liên lạc chủ nhà không có nên là rất là hai bảy tám ba hai hai nhá anh em nhá. Anh Thành xã Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Anh em có thể liên lạc trực tiếp anh Thành nhá, thì được anh Thành thông báo giá cả cũng như một số tác phẩm trong vườn của anh cụ thể hơn. Chúng bonsai cũng xin dừng video ở đây để chuyển sang video thứ hai. Rất mong anh em yêu mến cây cảnh cũng như yêu mến những tác phẩm mẫu đơn thì cứ liên lạc trực tiếp với anh Thành để nắm bắt được giá cả cụ thể hơn nhé. Và đừng quên ấn nút đăng ký ở bên dưới để nhận video sớm nhất, mới nhất mà kênh Chung Bonsai quay gửi tới tất cả anh em. Xin thân ái chào tạm biệt. Đi là phải kiếm được cái gì về đẹp hay xấu quá. Một chút nhờ anh nha. Chào Chung Bonsai nhá. Vâng. Anh giới thiệu một tí nhờ. Tôi là Thành, tên đầy đủ của tôi là Lưu Văn Thành. Xã Cẩm Phong, Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Rất mong một ngày gần nhất là anh em trong và ngoài tỉnh cũng như nước ngoài có thể liên hệ trực tiếp với anh Bình Thành nhé. Tôi rất chi là sẵn lòng đón tiếp mọi người trên mọi miền trên toàn thế giới. Ok, rất cảm ơn anh nhé. Ok. Số điện thoại Chung Bonsai cũng cho chạy trên màn hình rồi, anh em nhớ liên lạc trực tiếp nhé. Chúng ta có thể đến tận vườn trong tham quan những tác phẩm rất là đẹp. Xin chào anh. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.